Ôi, xin chào tất cả các bạn nha. Nay ra đám đất trống này thả 10 con diều nhỏ. Một dây một. Quá đẹp. Mười con, bay như 10 con long quăng. 10 con nòng nọc á. 2, 4, 6, 8, 10. 10 con nha các bạn. Quá đẹp không? Một dây một, 10 con. Nghệ nhân làm ghê thiệt. Đó. Bay cái đuôi y như con rắn. Quá đẹp chưa? Đủ màu. Mai mốt phải làm chừng khoảng 30-40 con. Mai mốt có 10 con à. Sâu cho dài coi mới đã. Uống héo đã không? Dưới cái lèo con dưới chạy không? Cái xăng xuống cước là nó gặt biết. Có con cuối cùng lại đầm ha. Con trên đầm. Hả? Tại vì cái mấy con dưới nó chịu lực hết cả con trên nó Không bị lên à? gió hành yếu. Không lên dễ thương ghê không? Cho mạnh chút nữa là Trời, có cái đuôi à? dướng hết cái đuôi Như thằng mua ba luôn. dẻo à? Đuôi ông uống như mua dẻo à? Đẹp chứ? Dướng đuôi hai bà ba con nữa vô Uống lượng không mà nó bay nó lượng vậy mới đẹp không, cứ đứng im không đẹp. bà nào mà dưỡng tôi Đúng rồi, cái lộn được không? Có cái lộn quá. Nó khi bắt đầu cái đầu cái nó vướng vô hai ba nuột luôn cái thua. Đó, lộn. Làm sao mà lộn được hay vậy? Tăng cước lại buông. Buông ra lộn rồi hả? Cái dải mềm á ảnh là đuôi vốn ngon mà dưới cái bả rút luôn. Một cục luôn. Nấu toàn luôn. Vậy là cái nào phải nghiên cứu lại cái đuôi dài là không được rồi. Làm cái đuôi dài không tôi được. không ấy thì bả quay kéo phải không? à, Để đầu anh làm kéo cái mình bự quá. bả quay vòng tròn dưới còn dướng càng bạo nữa cái mới chấp từ từ coi bà nào quậy bắt đầu cái là mới nói thêm hết chứ đâu có làm một lượt. Quá đâu khi nào quá nhẹ, quá cứ nặng vậy riết, nó siết riết vậy.
con này rượt con kia tử thôi. Phải làm đủ màu vậy nè mới coi mới đẹp. Xen kẽ nhau đẹp. Có bà đen ở trên là bay nhánh nha nhất rồi. Lúc nào có con đầu hai con đầu nó cũng đậm, tại vì bám chịu lực á. Bay tự do mà. Vậy là làm cho cái bà đó cho được mà. Quan trọng cái lúc thả đó. Quan trọng á, lúc đề ba ổng lên á. Ba có lên gì dịch nãy đằng đó lên đâu đủ mà. Ra bên này ổng lên cái lên. Ổng bày bài vàng giữa dưới. Bày ra rồi xong rồi chút nữa dọn dẹp là lại thu lại còn phải thơ nhiều thứ. Đúng rồi, người ta có một con ở này tới 10 con. Thứ này mở ra xong bà này phải ship đuôi lại nữa, ship cái đó cái đục cước nữa. Cuốn mới lại từ từ sắp lại cho gọn lại. Bà rút ớn mà rút đứng cước luôn á. Lên một bay con này rồi con kia. Còn có cây với hơn đồng nắm không sao hết rồi. Nó nói giờ qua bà Trao làm vô bển nó nhậu bển. Con dính đuôi rồi. Thôi video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Đó 10 con á, xuống nè. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Đó. Quá đẹp. Rồi chào tạm biệt các bạn nha.